giò dài lắm mà nó hơi nó bị bột nhọt nhưng nó chạy hơi chậm đó. Rồi chị ơi, điều mấy con đào nó giò dài dài qua khu vực này đi chị ơi. Hả? Chị im điểm hỏi khán giả cái. Ừ, hỏi đi. Chị em hỏi là nãy ai đưa em 200.000 chưa thôi? Ủa mày đứng mày hỏi bình thường gia đình mày tam tay hả? Làm sao mà bình thường chứ bộ đồ minh tiết vừa làm thành vừa làm thành tao thôi là trời tao mừng dễ sợ. Tao nói tao không biết nói gì hơn mà cái niềm vui sướng này thú vị trong cái ngữ mà ngựa ngựa nó té mà lâu rồi không như tôi mới vừa bụng. Ôi trời, tao tức quá trời đó. Rồi con nào đưa 200.000 hay tốn tiền à? Quỳnh bên đây hả? Phải không? Rồi rồi rồi, để tóc lên cho chị. Chị giống gái chị ra tiền trả tiền cho anh ta coi. Giống gái chưa? Chưa, ai đưa em 200.000 à? Ai à? Rồi, mà thôi giới tính nó linh động ghê. Chỉ cần một mái tóc ông nội ơi. Nó chưa chích ngừa đó nghe quý vị. Cho anh giới thiệu tiếp. Giới thiệu gì nữa mẹ? Ai có vé cho tay không mắc về thật ngon cái đầu do sớm đi ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nhớ vợ cái tóc tém ngoài đời. Xuất gì đi, con.
khi đi về không mất thời gian của tất cả. Chưa ai nữa hả? Giờ là số tiếp quý vị ơi. Trong khi đó không mất thời gian của tất cả quý vị, chúng em bắt đầu tràn xuống dưới phần dù dùm lại tiếp theo. Rất mong quý vị giảm hồi nhiệt tình. Rồi 28 có 1 gì giảm nội, sao giọng em chứ vậy? Số 2 có 2 47 có 3 55 đủ. Sao khúc cuối mày đi trộn hồ liền vậy? Rồi bây giờ chủ nhân à, con bán vé tưởng là chủ nhân tiếp theo, có mình em trúng thưởng thôi. Dòng lại 1, 5, 2, 4. Rồi chúc mừng em, vô lấy gấu bự luôn đi. 4 lối nhỏ được. Số 44 mà kinh 43 hả anh? Là anh chưa tới số nha. Chừng nào anh tới số thì mình có kinh nha anh nha. Đàn ông có kinh là hi hữu lắm đó. Có 10.000 đồng. Và tối đến nay chúng tôi có hai vòng đời đặc biệt. Dạ, một vòng là nửa chỉ vàng và một vòng là một chỉ vàng gần cuối chương trình, cho nên rất mong quý vị sẽ ủng hộ cho bổng đoàn quý vị nha. Rồi quý vị khi mà cần mua vé thì quý vị và ngồi yên tại chỗ, giơ cánh tay ngàn ngọc quý vị lên, chúng em tràn tới 130 phục vụ tối đêm nay quý vị nha, xen lẫn với những chàng trai vô cùng cao gáo trên 1m6 hết quý vị nha. Nguyễn Trung nè, Hùng Cường, Lê Cần, dạ đó sẽ phục vụ cho bà con cô bác mình. Rồi ai cần mà xịt sát khuẩn đó, dạ đi quẹo bên đây, dạ bên đây có phục vụ xịt sát khuẩn luôn để cho bà con mình yên tâm ngồi chơi cho tới cuối buổi quý vị ha. Rồi hả, gớt cái băng hả, hồi nãy ai say vậy trời thật ơi, con mẹ nào mà quay băng tàn nhẫn vậy. Luna Lumi hả, trừ lương đó, tháng giêng chị ăn chay tích đức cho nên trừ 50% thôi. Rồi nghĩa bây giờ ai giơ tay giùm em, dạ còn chưa có vé đó gì, dạ phía này vàng trời nè má ơi. Minh Tiết, tôi tính nó mặc cái đầm thích đúng phản cảm luôn ông nội. Ngộ ghê vậy đó. Rồi ủa vậy hả, bán vé ế mà mừng vậy đó hả, giống như là xì dách mà kéo 13 mà kéo lên cái tay gì đó đó, gì mặc bộ đồ xanh cho nó hên, nhưng mà không ngờ là thôi tối quắc liên tục quý vị nha, 2 triệu ra đi trong tích tắc. Rồi ngay bây giờ ai chưa có dám và dạ, quý vị và quý vị biết không, nói 2 triệu tưởng nhiều, quánh bài có 5.000, 10.000 mà nó thua nhiêu đó quý vị là biết là con nhỏ nó thúi hẻo cỡ nào rồi quý vị đó. Bởi này mặc bộ đồ xanh cho lấy rồi là coi xanh người, nhưng mà không ngờ cái mặt vẫn xấu như của chó thì sẽ đụng vừa đau lắm. Rồi ai chưa có vé hả, xanh lá là xa lánh đó, một có cái magam màu rất là thông minh nghe, chỉ bắn ế rồi hồng vừa lòng ta lắm. Rồi ai chưa có vé dòng lợi này giơ tay giùm em quý vị. Còn nếu quý vị đã có vé rồi cùng hướng mắt về sân khấu và đến với vòng lợi đầu tiên quý vị nha. Và cái nhà mình thì thế này thì bên trong quý vị ơi, xem cho mình một chiếc ghế ngồi. Nếu như đã hết ghế bên dưới thì cái nhà mình qua bên đây có một trang quầy ghế bên đây nha. Nó có một chàng trai mình nói áo đen. Rồi nhanh tay lẹ chân mấy người đẹp tay. Đi ra mấy đi đây trở lại đi ở bên kia xuống mấy đi ra mấy đi ra cách lặng mà nghe tôi yêu không cần ra. Từ ra con mấy con mấy đi ra xuống đi ra mấy đi ra hết ghế chưa? Mấy đi đi xuống đi đi đây nhớ lại ao bèo em thương anh không phải là giàu nghèo, dù rằng tình ta son keo nói câu em cũng kèo, con câu em cũng lỗi dạng, nào em cũng
Màu xanh hay là màu xám? Rồi anh chọn màu về đây đó. Ừ. Rồi mình dễ thương dễ sợ.